vợ chồng xin ri ăn thịt nướng. Nướng miếng thịt vậy thôi, muốn gì? Thịt á, nhưng mà thịt bự quá à. Em cắt giùm em đi. Cắn miếng thịt kèo vào. Anh cắn giùm em đi. Đây. Sau đó mình sẽ ăn thôi. Rút lắm. Thò. Nãy giờ mình mua cái nấm anh ơi. Nấm à? Cái nấm. Lát xào đi. Mình phải sợ chung với cái đầu mỡ của cái thịt á. Lái gì không biết gì của Hàn Quốc mới ăn nè. Salad, bỏ miếng điếm, cà rốt vô, giòn giòn. Cuộn lại với sốt tương pha sẵn, thật là cay, chúng ta chấm vào. Ăn, vừa giòn miệng, vừa đỡ ngán. Chúng ta sẽ bỏ vào thêm nấm này nữa. Thịt chấm với muối. Thịt ngon lắm luôn. Siêu ngon. Ngon nha. Ngon, quá ngon, quá ngon. Con chịu vậy thì đi quá ăn gì nữa. Xúc sắc luôn. Xúc sắc ạ. Món này là món xúc sắc nha. Ngon. Ngon lắm luôn. Vừa phải nhẹ nhàng, êm ái. Ngon quá. Em ạ. À. Em ạ. À. Viên tỏi xúc sắc. Ăn thử viên tỏi. Ăn xong rồi anh đừng có chê cái miệng em túi nha. Chỉ nói vậy thôi. Xin lỗi bạn. Tôi làm mà tôi phải tự khen. Hay quá, tuyệt quá. Em thỏa mãn lắm luôn á. Anh biết anh vừa biết là hôm nay mình ngày đó ăn gì đâu. Tại em bị quạo anh. Đói, em quạo. Siêu ngon. Ngon quá ngon. Thì không biết là em thấy cái nấm nó vô lắm nha. Nó bật chồng. Nó bật chồng. Thấy mình ăn dữ thiệt. Quá ngon nha. Ngon quá à, anh Tiền. Hồi nãy á, mình thấy cái hộp á là 300g thịt bò, 300g thịt heo. Hay có nói anh Tiền là, anh có này nhiều lắm. Một người 200g thôi, đã đủ rồi. Còn không chịu. Nướng hết. Và kết quả là gì anh? Quả là một phần heo đi qua anh ăn hết. Ngon quá à. Quả quá. Ngon quá à. Không quá. Cái này nó ăn hết rồi. I see. Em đặng chung với rau cho nó cắt không tới nổi đâu nhỉ. Đúng không? Các bạn nhìn đi, đâu còn gì đâu. Hết rồi. Bye bye cả nhà.